Ba từ nhiệm màu có thể thay đổi cuộc đời của bạn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta hiếm khi nhận ra rằng mình đang nhận được nhiều hơn so với những gì mà mình đã cho đi. Và chỉ với lòng biết ơn thì cuộc sống mới trở nên giàu có thực sự. Chỉ có lòng biết ơn mới khiến cho bạn trở nên giàu có. Giàu có về tình yêu thương, giàu có về sức khỏe, giàu có về hạnh phúc, giàu có về trí tuệ và giàu có cả về tiền bạc. Người biết ơn luôn đủ đầy, kẻ phàn nàn mãi thiếu thốn. Đây là nguyên tắc vàng trong cuộc sống, bất kể là trong tình yêu, trong sự nghiệp, trong sức khỏe, trong tiền bạc. Bạn càng biết ơn, bạn càng có nhiều hơn. Thậm chí bây giờ bạn đang có ít tiền, bạn càng biết ơn thì tiền bạc của bạn càng gia tăng. Nhưng nếu như bạn đang có nhiều tiền mà bạn cứ mãi phàn nàn về tiền bạc thì tiền bạc của cải của bạn cũng sẽ vơi dần đi. Vậy bạn đang có thật sự biết ơn tất cả số tiền mình đang có chưa? Hãy biết ơn. Lòng biết ơn không khiến cho bạn mất gì, mà lại giá trị hơn mọi vàng bạc châu báu trên thế giới. Lòng biết ơn sẽ làm giàu cuộc đời của bạn, vì bất kỳ điều gì bạn biết ơn đều sẽ bội nhân lên gấp nhiều lần và sẽ quay trở lại chính xác với bạn. Hãy thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, bạn nhé.